Xin chào các bạn, thì hôm nay mình đến với một trường hợp gọi là căng da vùng dưới mắt, ở đây mình hay gọi là mini eyes 5x hả? Thì đây là một cái phẫu thuật để mà trẻ hóa cái vùng dưới mắt, một vùng mà nó lão hóa gần như là đầu tiên trên cơ thể của mình. Tuổi tầm 20 đến 30 là đã bắt đầu là có những cái nếp nhăn li ti ở vùng dưới mắt rồi, và thông thường là đến khoảng tầm 40-50 tuổi thì coi như là cái vùng này nó sẽ có thêm những cái bọng mỡ và có những cái rãnh ở vùng này, người ta gọi là rãnh lệ. Thứ hai nữa là nó có thể là làm cho cái rãnh của má càng ngày càng sâu dần. Thông thường thì những cái nơi khác thì người ta cũng cắt phía dưới, nhưng mà thì cắt theo cái ven dưới mắt rồi ta cắt một ít da rồi người ta lấy mỡ. Tuy nhiên nếu mà cắt nhiều da chút xíu thì sẽ gây ra tình trạng là cái góc nòi của mắt hả? Còn nếu mà cắt ít thì không hiệu quả. Thì ở đây mình hay làm đối với những trường hợp này thì mình không chỉ là cắt da lấy mỡ không, mà mình làm cái phẫu thuật người ta gọi là căng da vùng giữa mặt, tiếng Anh người ta gọi là mid face. Ở Việt Nam mình thì mình nói cho rõ hay là căng da vùng dưới mắt, nói vậy cho dễ hiểu thôi. Thì mình ở đây mình hay gọi là mini eye 5x. Thì cái phẫu thuật này mình nhìn bên ngoài thì vẫn giống như cái cắt da thừa mi vậy thôi, nhưng mà mình sẽ thấy khi làm thì mình sẽ ngồi cái chuyện mình lấy cái túi mỡ mình chuyển vô trong cái khe cái rãnh mũi má để làm cái rãnh lệ, để làm đầy cái rãnh lệ. Mình còn có căng cơ vùng bên dưới nữa. Sau khi làm thì các bạn sẽ thấy cải thiện được cái rãnh và rãnh lệ một phần ở rãnh mũi má, có thể xóa được những nếp nhăn ở vùng đuôi mắt một phần, rồi lấy được mỡ, rồi căng vùng da, tức là năm cái tác động mà mình có thể cải thiện trong những trường hợp này. Đây là một trường hợp rất điển hình lão hóa ở cái vùng dưới mắt hả? Thì các bạn sẽ thấy là trên là nó có cái bọng mỡ rất là rõ, da thì chùi. Đây là một cái rãnh này gọi là rãnh lệ, rãnh này càng ngày càng sâu. Một phần cái rãnh mũi má càng ngày càng sâu hơn hả? Thì bây giờ mục tiêu của mình là làm gì? Thì mình là làm sao để cho cái vùng mắt mình nó như thế này, nó như thế này, vùng dưới mắt nó phải căng lên như này, xóa được đó. Mình sẽ lấy cái túi mỡ này, mình chèn vào trong cái khe này, để cho cái khe này nó đầy lên, không còn cái rãnh này nữa. Và mình căng cơ bên dưới để cho cái vùng mắt nó như thế này, và phần da dư mình sẽ cắt đi nha. Thì như vậy thì nó sẽ có tác động là vào rãnh này, một phần trên của rãnh mũi má, một phần thôi, mình cũng không nói xóa hết đâu, mình sẽ cải thiện một phần ở phần trên của rãnh mũi má như thế này nha. Ngoài ra khi mình cắt như vậy, mình kéo như vậy thì cũng đỡ một phần cái nếp nhăn ở vùng đuôi mắt nữa. Đó, thì đó là những cái mình có thể cải thiện đối với những trường hợp như thế này.